Chào anh. Chị đặt lịch sửa tivi đúng không ạ? Đúng rồi, tivi nhà tôi bị hỏng. Nhưng mà không phải là lịch hôm nay, ngày mai cơ. Tôi tiện đường lên là đi qua đây luôn. Chị hủy hẹn ngày mai đi, tôi sửa luôn cho. Thế cũng được, cậu vào đi. Tivi của chị bị mắc một cái đồng xu và cục phát sóng chị ạ. Chắc là chị làm rơi nên là khiến một thiết bị bị hỏng. Phải thay cái mới thôi ạ. Thế hết bao nhiêu? Hết 5 triệu. Tôi không sửa nữa. Tôi không sửa công công đâu nhá. Gần 2 năm nay, trong người tôi không bao giờ có một đồng xu nào cả. Mà tivi của tôi mới mua có nửa tháng. Làm gì có cái chuyện đồng xu mắc vào trong cục phát sóng được. Chắc chắn đây là đồng xu của cậu. Tivi của tôi vẫn còn đang trong thời gian bảo hành nên được sửa miễn phí. Cậu bảo tôi hủy lịch hẹn thì cậu nuốt trọn 5 triệu có đúng không? Tôi không sửa nữa. Nhưng mà công ty của cậu sẽ khiển trách cậu đấy. Mời cậu về cho. Còn non là xanh.